Những ngày cuối tháng 5, nắng như đổ lửa, thao trường huấn luyện trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng rộn ràng tiếng súng, tiếng đánh bộc phá và ném lựu đạn của các tân binh trong kỳ kiểm tra cuối khóa. Sau 3 tháng huấn luyện, những thanh niên thành phố được trui rèn, tôi luyện trong nắng gió miền Trung đã trở nên rắn rỏi, vững dạc và thực sự trưởng thành. Với binh nhì Nguyễn Hiếu Nhân và binh nhì Huỳnh Văn Huy ở đại đội 1 tiểu đoàn 1, hôm nay là một ngày đặc biệt. Vì vậy, các tân binh thức dậy thật sớm để chuẩn bị chu đáo cho ngày kiểm tra bắn đạn thật. Suốt gần 3 tháng qua, được cán bộ tiểu đội trung đội kèm cặp hướng dẫn tận tình, hai tân binh đã nắm chắc yếu lĩnh động tác, tự tin thực hiện tốt nội dung bài bắn. Chính thao trường đá sỏi khô cằn đã hun đúc cho các chiến sĩ ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ để nở rộ những bông hoa bắn giỏi. Để rèn luyện được kỹ năng bắn súng ngày hôm nay, thì tôi đã phải tập luyện rèn luyện rất nhiều trong quá trình được huấn luyện trong tân binh. Và nhờ sự giúp đỡ cũng như là huấn luyện của trung trưởng và tôi cũng rất là nhiều để vượt qua những khó khăn để có được những kỹ năng bắn súng tốt. Đạt kết quả ngày hôm nay tôi rất vui và phấn khởi. Tôi sẽ dành tặng hoa bắn giỏi này cho tiểu đội trưởng của tôi. Ngay từ ngày đầu huấn luyện, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nội dung giáo án đầy đủ. Đội ngũ cán bộ huấn luyện được tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ khả năng giảng dạy. Cán bộ đại đội trực tiếp lên lớp 3 môn tiếng nổ, tuân thủ nguyên tắc huấn luyện từ cơ bản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp. Sau khi lên lớp tổ chức quay vòng đổi tập từng tiểu đội. Cuối buổi huấn luyện, giáo viên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện những đồng chí sai yếu lĩnh động tác, sai điểm ngắm để tiến hành hướng dẫn lại. Quá trình tổ chức huấn luyện đối với chiến sĩ mới với từng động tác cơ bản nhất, từ quá trình tập ngắm, lấy đường ngắm, người cán bộ đặc biệt là đại đội trưởng, trung đội trưởng phải trực tiếp kiểm tra hướng dẫn đường ngắm của chiến sĩ mới. Sau khi kiểm tra đường ngắm chiến sĩ mới, đảm bảo tiến hành tổ chức luyện tập theo phương pháp duy trì, thuần thục theo các bước, tập chậm đi nhanh dần. Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 là nhiệm vụ quan trọng. Ngay từ đầu năm, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, từ đó đề ra biện pháp thực hiện cụ thể chặt chẽ. Đơn vị chọn những cán bộ giàu kinh nghiệm có trình độ tham gia khung huấn luyện chiến sĩ mới, chỉ huy đơn vị chỉ đạo điều hành huấn luyện, tổ chức kiểm tra bắn tập và bắn tổng hợp theo kế hoạch để bộ đội làm quen tiếng nổ. Cùng với đó, cán bộ các cấp luôn bám nắm, động viên làm tốt công tác tư tưởng khích lệ chiến sĩ, giữ vững tâm lý trong quá trình kiểm tra. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên năm nay, trung đoàn 971 kiểm tra 3 tiếng nổ đạt kết quả cao. Kinh nghiệm từng qua từng buổi huấn luyện, từng buổi bắn tập. Là từng đơn vị đã tiến hành phân loại những chiến sĩ là bắn kém, tâm lý yếu, bản lĩnh còn chưa tốt. Từ đó là cử cán bộ trung đội, tiểu đội bám nắm và kèm cặp bồi dưỡng thêm để từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện qua từng buổi tập bắn tập để kết quả đạt tốt hơn. Trên thao trường nắng cháy, những tiếng nổ vang lên báo hiệu sắp kết thúc 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, khẳng định các tân binh đã trưởng thành về mọi mặt. Những bông hoa bắn giỏi trên ngực áo chiến sĩ nở thắm trong nắng gió là niềm vinh dự, tự hào của mỗi tân binh. Họ sẵn sàng vì các đơn vị mới thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.